Mình báo cho bạn là mai là bây giờ mình đóng xong chim rồi thì cái thức ăn nước uống mình đóng gọn gàng sạch sẽ và còn làm dấu là những con cái thì mình hơi hơi cắt cho nó bằng đuôi một tí. Hơi hơi Dạ. cắt khoảng nửa nửa Anh phân. làm dấu cái luôn ơi. Anh cắt nửa đuôi cũng được. Làm như Nửa. việc rõ ràng luôn. Dạ đó này luôn ơi. Chứ đừng lưng chân mỉm. Đồ này nói cho em cũng chẳng biết đâu. Đấy mình làm dấu rồi đấy thì nhờ và một đôi chim hồng với một đôi chim trắng, một đôi chim xám vành cổ. Dạ. Thì mai thì bạn có thể là bây giờ bạn lưu luôn cái số của văn văn phòng đại diện của mình ở Mỹ Đình để họ sang tìm xe, họ gửi thẳng vào đến chỗ bạn. Dạ Bến anh bến nhắn. bến xe Phan Giang Ninh Thuận đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ rồi Thì bạn nhớ cái số là 0979 3 con 8 3 con 0. anh nhắn giùm em cái. Bây giờ Tí mới mình đang nhắn cho nhậu em khó tí. khó nhớ quá. Rồi Dạ. rồi thì Dạ dạ mai là cứ tầm khoảng 9 8 giờ 9 giờ là bắt đầu xuất phát từ Mỹ Đình đi thẳng vào chỗ bạn. mà em dặn anh vậy nè, em giờ em nói với anh câu nè, anh cắt giùm em nửa đuôi là không ái giùm em cái nha. Rồi rồi rồi. Dạ anh cứ làm dấu em nửa đuôi là con mái còn đứa nguyên đuôi là con trống. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi cái gì em vô em gọi điện liên lạc sau, anh em mình cùng là Rồi, chạy chạy nói chứ chung không phải là ngày một ngày là bạn bạn yên tâm bởi vì bạn là một trong những nhóm khách hàng là rất là tin tưởng và rất là lịch sự, bạn đã chuyển khoản cho bên hai. mình Đúng, cả chính xác. Mình không cần trả giá, mình cũng chẳng cần một cái gì hết. rồi Mình rồi chỉ một cái việc tin tưởng thôi. rồi 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 thì Sao bạn bây giờ em nói thì anh ơi, em như bây giờ em giao chứng từ ác thôi ra đúng không anh? Em đúng. đã chuyển nhanh đủ hết rồi mà chưa có thì anh mới biết tôn trọng em chút vậy thôi. Rồi rồi, anh em mình Đúng. chung là giàu nghèo thì giàu nghèo rồi, giờ làm ăn nó phải uy Đó. tín thì phải lâu chứ. Đó, Mà đó, bạn chuyển cho mình 3 triệu rồi còn 300 là tiền cước, là bạn chuyển cho mình 3 triệu 3 thì mai mình giả cước toàn bộ cho nhà xe, bạn chỉ biết nhận chim thôi. dạ rồi thì em nói với anh á là đã tin tưởng với anh là phải giao đủ, còn có chuyện tiền bạc em không sợ vấn đề gì với anh đâu, em giao đủ Rồi. với anh hết tất cả em giao hết luôn rồi chứ còn gì nữa đâu đúng không. Rồi. Rồi rồi rồi. Đó nói chung là làm ăn dài dài mà nói chung là anh sống sao mà để uy tín Rồi thì rồi. được, đối Mai với thì em thì cái tầm đó cứ nó không có gì hết á. rồi rồi. Rồi Dạ rồi. dạ dạ Mai có thông tin ở văn phòng họ báo như cái số xe mấy biển số thứ có phiếu dạ nhận hàng nhận hiếc thì mình sẽ gửi cho bạn sau nhé. Rồi, rồi Rồi ngày rồi nào rồi. rồi để Rồi biết rồi. con đón nha. Rồi rồi bạn Rồi. bạn cứ nhậu đi rồi rồi làm phiền đi. Ok, thế nhá. Dạ rồi, dạ rồi. Các bạn thân mến, đây là một khách hàng đã chuyển khoản 3 triệu 300 và số điện thoại là 0968 732223. Anh ta nhận hàng ở bến xe Phan Giang Ninh Thuận, và anh có yêu cầu là làm dấu, đánh dấu chống mái một đôi chim hồng và hai đôi chim Nhật Pháp. Thì cái thể thức đây là mình đóng vào một cái thùng rất là mỹ quan như thế này, và đây là ô thoáng đó, chim ở trong đây đấy. Đấy. Đây là ô thoáng tiếp theo. Có nước uống. Có nước uống. Có thức ăn. Và trên sàn thì nót và giải lúa. Nên là nước không đổ ra ngoài và đổ ra ngoài cũng không rớt ra nhà xe được. Thì đây là một cái việc mà bên mình vẫn giữ được cái uy tín bán cho anh em ở miền Nam và các miền xa, miền Tây, miền Trung. Với cái cách chuyển chim như thế này thì các bạn có thể thấy là rất là gì, rất là gọn nhẹ. Đó, một cái thùng chim như này gửi lên nhà xe trông nó rất là gọn nhẹ và sạch sẽ, thì nhà xe họ cũng sẽ nhiệt tình, họ sẽ giúp.
Và cái thứ hai là cái độ an toàn của con chim thì đi như thế này là đi trong vòng khoảng 5 ngày không vấn đề gì cả. Chim không hề là yếu bởi vì nó đã được ăn được uống bình thường. Thế thì là các anh em ở miền Nam hoặc là miền Tây, miền Trung hoàn toàn yên tâm khi mà mua chim ở bên cơ sở chim cu gáy của anh Thao ngoài miền Bắc. Mình cũng sẽ mạo muội xin phép gửi cái thông tin cá nhân này lên một phần để cho một số anh em nào chưa thực sự thuyết phục thì có thể liên hệ vào số điện thoại này để xác minh là đã làm việc rất là uy tín với bên cơ sở chim cu gáy ở ngoài miền Bắc của mình. Số điện thoại liên hệ là 0163 5305 982, gặp anh Thao. Và cái kênh YouTube là chim cu gáy hay, thì cái tài khoản thì các bạn có thể chuyển khoản là Agribank, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Ba Vì, 2210 205 156 681, và người nhận ở đây là 0968732223. Thì hy vọng rằng là video này sẽ củng cố thêm được cái niềm tin cũng như cái uy tín của bên cơ sở chim giống bên mình. Các bạn ai đó mà chưa thực sự là tin tưởng thì có thể liên hệ vào cái số này. Đó là những người khách hàng rất là khách quan của bên mình. Thì hiện trong cái thùng này chúng ta có thể chuyển được từ trong phạm vi khoảng 10 con chim. Thì quý vị cũng mở ngoặc luôn là quý vị các bạn ở xa thì nếu như chuyển vào trong theo những ô tô thì với cái thùng này mất khoảng nhiều nhất là mất khoảng 200.000. Thì nếu vị chi là các anh em mà bảo nhau mà lấy khoảng 5 cặp thì ra là mỗi một cặp chỉ mất 20-30.000 gốc, rất là rẻ, rất là tiện. Chúng ta có thể giao lưu Bắc Nam, Bắc Trung, Bắc Nam, các miền quê khác nhau mà cái phí vận chuyển không đáng là bao nhiêu cả. Một lần nữa hy vọng rằng cái cơ sở của cái uy tín chim cu gáy ở miền Bắc của mình sẽ có những cái uy tín, có những cái niềm tin tốt hơn với khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Đây là một cái chai dung dịch để có thể giúp cho các ống ngang chứa đựng nước, còn kia là cái cống đựng lúa. Bên này cũng vậy thôi. Thì quý vị các bạn có thể thấy là con chim nó được yên yên tâm ở trong này, và chúng có thể là tồn tại trong vòng khoảng 5 ngày và không 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 có vấn đề gì cả. Một lần nữa xin chúc sức khỏe các bạn, chúc hạnh phúc và chúc thịnh đạt. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh chim cu gáy hay của mình để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo, và bên mình luôn luôn là bảo vệ uy tín và giữ trọn niềm tin theo như cái biểu tượng của bên mình đây. Thân ái chào tạm biệt.